Con này, cái con ăn xong bảo người khác trả tiền đến kìa. Đúng rồi, em chị Thủy mà ông. Ông ơi, có đồ gì ngon mắt ông cầm hết ra đây cho con. Có tiền không mà gọi to mồm thế con? Ông coi thường con quá rồi đấy. Thế này thoải mái chứ ông? À ghê, nay giàu thế. Để con cầm ra, lại được ăn ké rồi. Chị ngồi ăn luôn đi, em bao. Ok, thích quá. Con chào ông. Con bé kia, có tiền không mà ngồi ăn như đúng rồi thế? Hôm nay chị không có tiền trả đâu nha. Sáng rơi toi đâu mất tờ 500.000 rồi ý. Chị đưa cho chị ý hộ em. Ông ơi, con về đây ông. Hả? Chị trả tiền chỗ này đi. À, hiểu rồi. Con bé kia, đứng lại. Con chào ông. Đi vào đây, hôm nay chị sẽ cho em ăn tẹt ga. Chị bị sốt à? Có 50k mà cũng đòi ăn tẹt ga. Yên tâm đi, hôm nay là Tết Thiếu Nhi, các con cứ ăn thoải mái. Nhi, cầm đồ ra mấy đứa cùng ăn đi con. Dạ. Đây, đồ ăn của chị, của em đây. Hả? Rồi, có một cái thạch thế này là thoải mái dữ chưa? Đồ free chỉ được thế thôi. Chị thật là hào phóng. Thế này, ăn được không? À được, hai chị em ăn thoải mái đi. Tiếp, lật mặt nhanh hơn bánh tráng. Hai chị em cứ tự nhiên. Sao không ở đó ăn lại về đây con? Trời, con lớn rồi, ăn gì với thiếu nhi. Con chào ông. Chào con, ăn gì ông lấy cho? Dạ, con có thạch rồi ông ơi. Hả? Con này, nó mua thạch chỗ khác, chả nhẽ nó biết ông hết thạch à? Để con ra ăn cùng cho bỏ tức. Chị ăn cùng được không? Thạch của chị mà, chị cứ ăn tự nhiên. Con bé này bảo mang thạch trả ông cơ mà, sao lại ngồi ăn? Ê, chị không có tiền trả đâu nha. Con cháu con về. Con lợn kia. Hi, bọn nó ăn mất thạch, ông nhờ mua rồi. Giờ làm sao ông? Thì con bỏ tiền, mua lại hộ ông thôi, sao đâu. Đúng là ôm dơm nặng bụng mà. Ông già, bán cho tôi que kem, ăn cho nó mát. Anh ra bàn ngồi chờ, tôi lấy cho. Kem của chú đây. Rồi, chú xin. Hi, kem ngon nhỉ? Ngon à? Ăn không? Ra đây mời. Không, em thích em tự mua, thiếu gì tiền mà phải anh mời. Không thích thì thôi. Tiền đấy nhé ông già. Mãi mới chịu về. Không biết tờ 500k của ông bay đâu nhỉ? Hả? Thế không phải tiền của ông anh ăn kem vừa nãy à? Mất cả công đứng im. Con về à? Ông quên, sáng con cầm 500.000 đi đóng học rồi à? Ông vừa nhớ ra. Sao con bé này đặt 500k vào đây làm gì nhỉ? Ông ơi, cho con hai cái chân gà và một hộp bò quẩy. Chân gà với bò quẩy có ngay con. Nhi cầm ra đi con. Dạ. Chị ngồi ăn với em luôn chứ một mình em sợ ăn không hết. Chị được ăn ké luôn à? Được chứ, được free mà, chị ăn thoải mái. Ông ơi, tí chị Thủy về trả tiền nha ông. Bây giờ con về đây, bye chị. Bye em. Con chào ông. Ông ơi, bán con gói bim bim. Bim của con đây, tổng 43k. Ủa? Sao bim bim gì? Tận 43.000 hả ông? Thì tiền hộp bò quẩy với 2 cái chân gà. Nãy em con ăn bảo sao con ra giả tiền mà. Ôi giời ơi, con có phải đại gia đâu. Lần sau ông không được bán chịu cho nó đâu đấy. Con gửi ông tiền, con về. Ai biết, nó bảo ăn cho sang mồm là con mời cả Nhi ăn, xong rồi nó nợ cơ chứ. Con chào ông. Ủa, ông đi đâu rồi ta? Nhi ơi! Đây đây ông đây. Ông vừa đi toilet xong, buồn quá không chịu được. Ông phải chờ Nhi về trông hàng cho ông, xong ông mới đi toilet chứ lị. Nhỡ mất trộm thì sao? Chờ Nhi về để có mà ông ra quần à? Ừ, cũng đúng. Mà chân gà rán của con đâu ông? Đây, ông rán rồi, chờ ông lấy cho. À mà khoan, mai con ra mua. Chứ giờ mà nghĩ đến cảnh ông vừa đi toilet xong, con không ăn nổi. À không, tuy nay ông bị ẻ chảy, nhưng mà ông rửa tay xà phòng kỹ lắm, yên tâm. Lại còn ẻ chảy nữa. Thôi, con không ăn đâu, con về đây ông. Thế không ăn thật à? Buồn ẻ cái tai hại thật, té mất cái chân gà. Con chào ông. Chào con. Sao em ngắm cái bánh chăm chú thế em? Nhìn nó đẹp như thế này em không nỡ ăn chị ạ. Để chị giúp em. Cái gì vậy bà nội? Ủa, sao con lại ăn nó? Con có biết là em là đói từ sáng đến giờ mà nó chưa dám ăn đâu. Bánh có đẹp đến mấy cũng chỉ để ăn thôi ông. Chị có biết cái giá phải trả khi ăn cái bánh này không? Đây, cái giá đây. Con chào ông, con về. Chị đứng lại, 50.000 cơ mà. Thôi con, mai ông mua cho cái khác. Lần sau đừng có ngắm nữa nha con. Con chào ông. Ôi dồi ôi, con hôm nay bị điện giật hả con? Ông chả biết gì, kiểu tóc siêu của con, ông lại bảo điện giật. Siêu là cái gì? Từ từ, con quay thử một vòng ông xem nào. Con chỉ xoay một lần duy nhất thôi nhá. Ấy chả, nhìn cũng được, nhưng chả ra gì. Ông chẳng biết gì về trên và nghệ thuật cả. Thôi, ông bán cho con một băng rồng vàng đi. Trên thì không biết, nhưng nghệ thuật tóc điện giật thì giờ ông mới thấy. Rồng vàng đây. Con xin. Đã thế con nợ ơn nợ nặng nợ. Con chào ông, con về. Nhìn buồn cười vai trưởng.